chúng ta bữa nay là rằm tháng 10, rằm Hận Quân cuối năm, năm Giáp Thìn. Kính chúc quý vị được thoải mái và an lành hạnh phúc. Thôi bây giờ nam đó, mình ưu tiên mình ngồi, nữ đứng cho nó đẹp. Xin mời nhạc sĩ Thành Lập. Ok, đúng rồi. Nữ đứng đi, nữ đứng, nam ngồi. Nam ngồi đi à quý vị ơi. Rồi, mời Quang Minh luôn ạ. Mời tất cả các anh chị ạ. Nam mình chịu khó ngồi chút xíu ạ. Ok, nữ đứng đi, ưu tiên cho người đứng là đẹp ạ. Ok, tất cả mọi người ạ. Đây là một món quà kỷ niệm nhất là ngày rằm tháng 10 ạ. Rồi. Xin mời mấy chị khách của mình lên. Mời quý vị các cô chú luôn ạ. Cho một bôi kỷ niệm ngày rằm ạ. Mời lên đi. Một một hai ba gửi gửi lên quý vị ơi. Rồi cảm ơn quý vị mọi người. Rồi xin cảm ơn. Em xin mời anh nghệ sĩ Dũng Thanh nắng lại sân khấu. Đây Dũng Thanh. Dạ hôm nay là trao gần câu cơm lần thứ 58 cho nhạc sĩ Duy Khanh. Trước tiên là em xin cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ Mạnh Thường Quân đã đến đây cùng chung vui. Xin mời anh Dũng Thanh, nghệ sĩ Dũng Thanh có đôi lời phát biểu trước khi mình tiến hành trao. Trước khi trao tiền cho em Khanh, em Duy Khanh. Duy Khanh cũng là một đứa em của Dũng Thanh. Thì trước hết thì Dũng Thanh xin chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân cũng như quý đồng nghiệp, tất cả ông bà cô bác có mặt ở tại cái bên hông cái rạp Hòa Bình. Trước hết thì xin cảm ơn ban giám đốc cũng như anh Hùng chủ quán phòng trà Lily đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho chương trình này trao tiền và giúp đỡ cho tất cả nghệ sĩ neo đơn cũng như bệnh. Thì tuần này là tuần thứ 58. Thì cũng cảm ơn ban giám đốc nhà hát cũng như ông anh. Cảm ơn anh Hùng, ảnh bữa nay thì không có mặt ảnh. Thì Dũng Thanh cũng xin chân thành cảm ơn anh cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ, nhạc sĩ, tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như em Thái Việt Kiều cũng như anh bác sĩ Sơn, bác sĩ Chiến. Rồi hôm nay là cũng rất hân hạnh được tiếp đón nghệ sĩ Minh Hải, cũng là người anh của Dũng Thanh, cũng như hai em ở Bình Dương đi cùng, đi chung với Hải. Thì một lần nữa Dũng Thanh thay mặt anh Khổ Gia Trường xin chân thành cảm ơn tất cả quý quan khách hiện diện bữa nay tại bên ông nhà hát Hòa Bình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Dũng Thanh rất là nhiều. Và em xin đọc cái danh sách nghệ sĩ và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho anh Duy Khanh, nhạc sĩ Duy Khanh trong đợt cần câu cơm lần thứ 58. Danh ca Minh Cảnh 1 triệu. Anh Khánh tiệm vàng Kim Lý 1 triệu. Anh Bắc Ương 2 triệu. Nghệ sĩ Bình Tinh 3 triệu. Nghệ sĩ Kim Song Loan 1 triệu. Chị Lệ, vợ nghệ sĩ Minh Phương 500. Chị Hồng Quỳnh 500. Diễn viên Trang Nhã 500. Nghệ sĩ Tùng Thanh 500. Vợ chồng nghệ sĩ Giang Thái Điền, Lý Bình An 500. Nghệ sĩ Tùng Linh 500. Anh Thái, em của nghệ sĩ Dũng Anh 1 triệu. Chị Tiết Thu, vợ cố nghệ sĩ Chiêu Linh 500. Nghệ sĩ Thùy Linh 500. Nhạc sĩ Lâm Thành Lập 500. Danh cầm Minh Hải, Minh Hữu 500. Nghệ sĩ Thanh Lợi 500. Nhà báo Khổ Do Trường 500. Nghệ sĩ Hiệp Thành 500. Anh Kim Hiếu 500. Nhóm Tài Đen Kỳ Hòa 900. Em Lan, người em của nghệ sĩ Dũng Thanh 500. Anh Hoàng Mập 600. Bác sĩ Sơn 500. Tổng cái danh sách hôm nay anh nhạc sĩ Duy Khanh sẽ nhận được là 18 triệu 500.
Và em xin mời nghệ sĩ Dũng Thanh cùng bác sĩ Sơn sẽ trao cho nhạc sĩ Duy Khanh ạ. Dạ có. Thì để bổ sung đây là 18.500.000 phải không? Thì Dũng Thanh cũng làm gan, gửi cho em Khanh thêm 1.000.000. Nó thì gan dữ lắm đó, này tao mới làm. Dạ, tổng cái danh sách đã là 19.500.000. À, Dũng Thanh góp thêm 1.000.000 thì 19.500.000 bác Sơn sẽ phụ thêm 500.000.000 nữa là đủ 20.000.000 ạ. Ok ạ, để cho huynh đệ được có một số tiền chi phí chữa bệnh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Rồi Dũng Thanh đây, trao đi. Mình trao tận tay cho người ở đây đúng không? Rồi, quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Cho hôm nay là được nghệ sĩ được nhận được cái lộc. Để rồi bác Sơn sẽ chút xíu nữa bác Sơn tại vì tôi để ở dưới, bây giờ tôi mượn cho đủ luôn nè, trả luôn cho đủ luôn. Ok, chút tôi trả lại cho nó đủ luôn 20.000.000 chứ. Ok đúng không? Chút nữa tôi lì xì lại, đâu có mất đâu. Ok rồi, trước tấm lòng của quý vị, trước khi cảm ơn người bạn của Gia Trường và bạn và tất cả các nghệ sĩ, nhưng mà để kêu gọi thêm cho những mảnh đời khó khăn một tháng được 2 lần của Gia Trường tổ chức. Giờ trước khi như thế thì xin một bà quý vị quan hỷ cho một bàn tay được nhạc lên đi, hát một bài để kêu gọi ba miền. Ok nha. Ok. Nãy giờ thì cảm ơn nhiều, nhưng mà có ông anh tôi đi chung với tôi cái đoàn Sông Bé rất lâu đó là nhạc sĩ Minh Hữu, cũng như mấy đứa em mà tôi rủ đi đó là như nghệ sĩ Tỳ Linh rồi Ngọc Thu rồi đó, tất cả mấy đứa em cũng hết sức là chân tình. Còn nhiều mấy những anh em mà đi chung rất nhiều cũng như là đang cái gì Quang Minh rồi đó thì cũng đi chung rồi, mấy đứa em cũng như danh hài Tùng Linh nó danh ca Minh Hiếu anh Thành Tài rồi tất cả những anh em có mặt ở đây đó, một lần nữa thì kính chúc mấy anh được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, về sau cuộc này đi về trúng số đó, độc đắc nha. Thì em cũng xin thông báo tới anh các chị là Cần Câu Cơm lần thứ 59 sẽ diễn ra vào ngày 29 tây tháng 11 tại phòng trài Lily, sẽ trao cho nghệ sĩ Ba Lâm Giang, đó là một nghệ sĩ cũng lớn tuổi. Và trước khi anh bác sĩ Sơn ca thì em sẽ xin mời anh Sơn, mời anh có đôi lời. Khánh chứ. Dạ, lời nói đầu tiên cho Duy Khanh xin phép gửi lời chúc chương trình Cần Câu Cơm 58 do nhà báo Khổ Gia Trường cùng những mạnh thường quân lời chúc tốt đẹp và trân trọng nhất. Dạ, chương trình Cần Câu Cơm do nhà báo Khổ Gia Trường sáng lập và là nhịp cầu nối để giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghệ sĩ, nhạc sĩ, công nhân sân khấu khó khăn trong cuộc sống. Tôi thành thật biết ơn rất nhiều và gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến nhà báo Khổ Gia Trường và quý ân nhân cùng những mạnh thường quân trong chương trình Cần Câu Cơm, và luôn chúc chương trình ngày càng nhân rộng để những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa chúc chương trình Cần Câu Cơm cùng quý ân nhân và những mạnh thường quân và toàn ekip lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ xin hết. Thay mặt với nhạc phẩm nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để kêu gọi